Xin chào tất cả các bạn. Như đã hứa ở video trước là lần này mình sẽ làm một chuỗi các video về định hướng về nghề nghiệp cũng như là chia sẻ về cái kinh nghiệm thực tế. Ngày hôm nay mình xin được phép chia sẻ với các bạn về việc học tập ngành kế toán tại Úc, đặc biệt là thạc sĩ kế toán, bởi vì là mình tốt nghiệp thạc sĩ kế toán tại Úc, và chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm để có thể xin được việc và sử dụng các cái kiến thức bạn đã học vào trong cuộc sống thực tế như thế nào. Mình xin được giới thiệu về bản thân mình là mình tốt nghiệp thạc sĩ kế toán tại Úc. Vậy thì tại sao mình lại chọn học thạc sĩ kế toán tại Úc? Bởi vì là mình thấy rằng cái ngành này là rất quan trọng, bởi với một doanh nghiệp và bất kỳ tổ chức nào đều cần có một kế toán. Bản thân mình khi ở Việt Nam ấy thì mình tốt nghiệp đại học thương mại khoa tài chính ngân hàng. Tuy nhiên là cái ngành nghề này nó rất là khó xin việc. Cộng thêm với cả nếu như mình chuyển sang học kế toán tại Việt Nam thì bản thân mình cũng không được mức lương mình mong muốn. Do vậy là sau khi mình tìm hiểu với tất cả các cái tổ chức ở nước ngoài tại Việt Nam, họ tuyển nhân viên và có những cái yêu cầu về mức lương cũng như là về bằng cấp, thì mình quyết định là mình nộp hồ sơ và xin đi du học Úc để có thể nâng cao được cái khả năng nghề nghiệp cũng như là cái bằng cấp của mình. Mình tin chắc rằng là ở đây có rất nhiều bạn quan tâm là cách xin học tại Úc như thế nào. Thì bản thân mình ấy, trước khi mà mình quyết định mình đi du học Úc ấy, mình đã phải tìm hiểu tất cả các, hầu như là tất cả các trường tại Úc và cũng tìm hiểu với các bang luôn. Thì sau khi mà mình tìm hiểu ấy thì mình nhận thấy rằng là có một số trường đại học họ yêu cầu rất cao về học bổng thì mới đạt được cái điều kiện của họ. Một số trường đại học thì họ dễ dàng hơn, ví dụ là chỉ cần điểm GPA của bạn điểm cao thôi và điểm IELTS của bạn đạt được mức đầu vào là được rồi. Cho nên là mình quyết định học trường Central Queensland University, bởi vì là cái yêu cầu về học bổng của trường không quá khó khăn, và đặc biệt là trường có thể cấp cho mình cái thư mời nhập học rất là nhanh chóng và mọi thông tin đều rõ ràng. Trong quá trình tìm hiểu về trường Central Queensland University thì mình có biết được rằng là cái trụ sở chính của trường là nằm ở Rockhampton, ở Queensland, chứ không phải là ở cái thành phố chính ví dụ như là Sydney và Melbourne. Nhưng bản thân mình ấy thì mình vẫn muốn chọn học tại Sydney. Lý do là bởi vì mình rất quan tâm đến cái việc là mình có xin được việc khi mà mình trong quá trình mình đi học tại Úc hay không, và sau khi tốt nghiệp tại Úc. Bởi vì rằng là tại Sydney thì rất là nhiều công ty, và như vậy tất cả các cơ hội về nghề nghiệp sẽ rộng mở hơn so với việc mình chọn học ở Queensland tại campus chính. Và mình biết rằng là campus ở Sydney thì không được lớn như là campus ở Rockhampton. Tuy nhiên mình biết rằng là chất lượng học sẽ giống như là với tất cả các campus khác của Central Queensland University. Mình có một chia sẻ nhỏ nhỏ đối với các bạn là nếu như mà các bạn biết rằng là bản thân mình học không quá là tốt này, hoặc là các bạn muốn dành thêm thời gian để có những cái trải nghiệm khác, ví dụ như bản thân mình có muốn có thêm thời gian để có thể xin những công việc chẳng hạn khi mình đang đi học, thì mình nên chọn những cái trường học vừa phải thôi, không cần phải top 8 đâu. Tại vì những trường học đại học top 8 ấy sẽ dành cho các học sinh mà các bạn ấy học cực giỏi và làm rất nhiều bài tập về nhà luôn đó. Với trường Central Queensland University thì mình thấy rằng là cái lượng bài tập của mình thì vừa phải, thầy cô thì thực sự là rất là dễ thương, dễ tính luôn. Và đặc biệt là các bạn ấy, khi mà mình học tại campus Sydney này thì đến từ nhiều nước khác nhau. Bản thân mình ấy, mình rất vui là bởi vì mình đã chọn trường Central Queensland University và gặp được rất nhiều các bạn khác để mình có được các cái kết nối cả trong khi học tập và cả trong khi mà sau khi mà mình tốt nghiệp. Mình có những kết nối này để mình có được thêm công việc và xin việc dễ dàng hơn. Thứ nhất là các bạn nào có câu hỏi về khóa học Master of Accounting tại Úc thì học những cái gì, thì mình khuyên rằng các bạn nên vào cái trang web của trường các bạn học và xem phần Core Units để biết rằng là các môn chính các bạn học là gì. Về Elective Units là những cái môn tự chọn, thì các bạn được quyền chọn hoặc là không chọn môn học nào đó. Thì thường thường ấy, những các bạn học Accounting thì các bạn sẽ phải học các môn học liên quan đến thống kê này, liên quan đến luật về thuế này, luật về doanh nghiệp này, hoặc và các môn học liên quan đến hệ thống kế toán của Úc. Ngoài ra thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn một chút là như các bạn có thể lật lại các video trước của EMK Global, thì mình có phỏng vấn một bạn của mình là tên là Mai, thì bạn ấy có học trường KOI, King's Own Institute. Thì cái trường học này họ dạy về kế toán và đặc biệt là các bạn được thực hành về phần mềm MIOP, là một trong những phần mềm kế toán nổi tiếng được dùng rất phổ biến tại Úc. Ngoài ra đối với những cái bạn mà học trường KOI thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được cái học bổng về internship để thực tập tại được sắp xếp bởi trường, bởi các công ty mà trường có mối liên kết. Ngoài ra thì mình có một người bạn khác học ở một ngôi trường gọi là Top Education. Thì ngôi trường này đặc biệt ở chỗ ấy, lý do bạn ấy chọn học ấy là bởi vì trong khi bạn ấy đi học thì bạn ấy được thực tập tại PwC, một trong những công ty Big Four về kế toán nổi tiếng tại Úc.
Đó. Thì các bạn có thể thấy rằng là khi mà mình chọn trường thì mình cần phải tìm hiểu kể cả về cái những môn học mình sẽ học và cái cơ hội khi mà mình học tại trường có hay không. Đấy. Và cái trường đấy có tổ chức những cái buổi hội thảo, những cái buổi workshop nho nhỏ đối với những cái công ty kế toán như là CPA hay là ACCA hay không, để các bạn có thể có thêm kỹ năng và cũng có thể có thêm kết nối. Nhưng mình chắc chắn là mình sẽ khuyên các bạn là phải có networking tốt khi mà các bạn học tại Úc. Vậy câu hỏi tiếp theo là nếu như các bạn đang học tại ngôi trường mà không có sắp xếp cho các bạn đi thực tập thì các bạn cần phải làm gì? Câu trả lời là tất nhiên là các bạn phải chủ động tự đi tìm công ty để thực tập. Thì bản thân mình ấy, mình rất là muốn tiết kiệm thời gian, cho nên là mình đã đăng ký một khóa học, học MyOp và Zero tại một công ty là Account Exchange. Thì công ty này họ chuyên tư vấn về các dịch vụ về kế toán cũng như là mở cái khóa học ngắn hạn về kế toán, đào tạo kỹ năng thực tế. Thì các bạn sẽ được thực hành đối với cả các cái tư liệu về thực tế luôn với khách hàng của cái Account Exchange này. Đó, thì đấy là cái cách mình làm để mình có được cái cơ hội thực tập. Chỉ cần bỏ một khoản tiền nho nhỏ thôi mà các bạn đã tiết kiệm được rất là nhiều thời gian để có thể vừa có kinh nghiệm, vừa có được cái reference là giới thiệu về việc làm đối với công ty. Sau khi mà có được các kỹ năng về MyOp và Xero thì mình nhận thấy rằng là mình vẫn chưa có khả năng xin được việc, thì mình đã tự học về cái khóa về Excel, Microsoft, thì tất cả các kỹ năng của mình đều nằm ở trình độ Advanced để mình có thể make up cái CV của mình nó tốt hơn. Đó, thì mình cũng phải học thêm về cái việc mà làm sao mình chỉnh sửa CV để xin việc. Thì đấy là cái mà bạn cần phải quan tâm, bởi vì là bản thân mình hiện tại cũng đang có một business riêng và mình đọc rất là nhiều CV của các bạn gửi đến cho công ty của mình, thì cái CV đấy hoàn toàn là không phù hợp với cái yêu cầu với công việc. Cho nên là các bạn cần lưu ý giúp mình là các bạn cần phải đọc kỹ về job description, là miêu tả về công việc của tất cả các cái công ty mà bạn đang nộp tại Úc, để đảm bảo rằng là các bạn đáp ứng được yêu cầu tuyển việc và cái CV của bạn nó liên kết được với cái yêu cầu của công ty. Và cái điểm tiếp theo các bạn cần phải làm là gì? Đó là tiếng Anh phải thật là tốt. Mình biết được điều này tại vì là bất kỳ bạn nào khi mà nộp CV xong cũng sẽ qua cái phần gọi là phỏng vấn. Thì họ sẽ bắt đầu bằng cái việc là phỏng vấn qua điện thoại trước. Thì tất cả những cái cuộc điện thoại của mình ấy, đặc biệt là khi mình mới đến Úc, thì đã có một người tuyển dụng nói với mình rằng là mình không fluent, không lưu loát trong tiếng Anh. Thì chính cái cuộc gọi đấy đã làm cho mình thức tỉnh về cái việc học tiếng Anh của mình. Mình bắt đầu học tiếng Anh bằng cái việc học IELTS, xong sau này là có thêm PTE. Thì mình đã cố gắng luyện được điểm PTE của mình thật là cao, là 86 trên 90 điểm, để có thể được lọt vào mắt chủ nhà tuyển dụng và chứng minh rằng là mình có khả năng tiếng Anh rất là tốt. Như các bạn có thể thấy là những cái bước mình làm ấy không chỉ tốt cho cái mục tiêu về nghề nghiệp tương lai của các bạn, mà cũng tốt cho cái mục tiêu mà các bạn nào có ý định định cư sau này. Thì mình không nói sâu về định cư trong video này, mà mình chỉ muốn chia sẻ bản thân kinh nghiệm của mình. Thứ nhất là gì? Có tiếng Anh tốt. Thứ hai là gì? Có kỹ năng tốt. Và thứ ba là gì? Có cái networking, là có những mối quan hệ tốt. Bởi vì bạn không chỉ xin việc một cách đơn độc, bạn cần có những cái lời reference cũng như là có mối quan hệ tốt, để nếu như sau này có ai đó cần tuyển việc thì họ sẽ nhớ ngay đến bạn. Vậy thì cái thông điệp của mình tại video này là gì? Thì mình muốn gửi đến những cái bạn mà đang học kế toán tại Úc, kể cả các bạn không học tại những trường top 8 của Úc, không phải là những trường lớn, thì các bạn vẫn có cơ hội xin được việc chỉ bằng bản thân năng lực của mình và tự tìm tòi khám phá cũng như năng lực học làm việc của bản thân, thì các bạn sẽ xin được việc. Không nhất thiết là các bạn phải học trường top để có thể có khả năng xin việc tại Úc. Và thông điệp thứ hai của mình dành cho những cái bạn mà đang ở tại Việt Nam, nếu như các bạn đang cân nhắc về vấn đề du học thì các bạn nên tìm hiểu kỹ hơn về cái định hướng nghề nghiệp của mình, mong muốn của mình và cũng như là môi trường nào mình sẽ học. Không chỉ cân nhắc về học bổng mà các bạn cần phải cân nhắc về học phí sau khi học bổng nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.